về không quân. Chúng ta là một quân chủng làm chủ vùng trời, bằng cớ là suốt bao nhiêu năm chiến đấu, những cánh chim mọt sắt không bao giờ dám bén mảng đến không phận của miền Nam Việt Nam chúng ta. Về hải quân, chúng ta đúng là một quân chủng anh hùng, mà trận hải chiến Hoàng Sa là điển hình. Mặc dù chúng ta nhỏ thua nhiều lần, quý vị đọc trên báo chí cũng như các thông tin của thế giới, quý vị thấy rằng rõ ràng chúng ta bỏ ngựa chống xe. Nhưng thành thật mà nói, những thông tin của báo chí vẫn chưa đủ, là vì họ không được chứng kiến tại chỗ. Riêng cá nhân chúng tôi có một cơ hội bằng vàng để nhìn thấy tận mắt, thì mới thấy rằng là sự chênh lệch rất là nhiều. Là vì quân số của chúng đông như ruồi, tàu của chúng hàng mấy chục chiếc, chứ không phải là 5-3 chiếc như báo chí đã đăng. Trong khi đó, quân lực Việt Nam chúng ta chỉ có 4 chiến hạm. Ấy thế nhưng mà chúng ta vẫn dám đương đầu, dù biết rằng có thua. Sau cùng là quân chủng lục quân. Lục quân là một đơn vị làm vua của chiến trường. Trên đất liền thì lục quân là vua. Hôm nay trong chiều hướng đó, có 5 ca sĩ lão thành sẽ lên trình diễn nhạc phẩm lục quân của âm nhạc. Theo nối gót ông cha đã biết rằng tất cả đều đã trên 70 tuổi, thì hôm nay có 5 ca sĩ thuộc lực lượng biệt động quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ nối gót cha ông để lên đây trình diễn. Mà vị cao niên nhất dạ thưa năm nay 9 tuổi, và vị trẻ nhất dạ thưa 60 nhưng quá mà thôi. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu 5 chiến sĩ biệt động quân của lục quân Việt Nam. Xin trân trọng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
những cái gì sắp xếp, những cái gì không còn nữa, anh cạnh nói gì, những cái gì không bao giờ gặp lại.